Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và cả ngày hôm nay, toàn miền Bắc đã có mưa rất lớn, lên đến hàng trăm mm. Lũ trên các sông suối đang lên nhanh, nên người dân sinh sống ở vùng trũng thấp và ven sông suối cần đặc biệt chú ý đề phòng. Hôm nay ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 9 đến 13 giờ ngày 10 tháng 9, Bắc Quang, Hà Giang 167 mm, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 176 mm, Thái Nguyên 261 mm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 168 mm, Sơn Động, Bắc Giang 145 mm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi ngang qua khu vực này kết hợp với vùng hội tụ gió trên tầng cao, một số địa phương đã ghi nhận thiệt hại. Thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tại huyện Yên Minh, mưa lớn gây lũ quét nhỏ và sạt lở đất đá, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Trên 350 nhà dân, 8 điểm thường bị ngập lụt, đất đá tràn vào. Quốc lộ 4C đi huyện Yên Minh bị sạt lở trên 3.500 mét khối đất đá, giao thông đang tạm ngừng trệ. Hai cây cầu dân sinh và trên 50 hectare lúa bị lũ làm hư hỏng, thiệt hại. Ngoài ra mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá một số tuyến đường giao thông tại huyện Bắc Quang. Đợt mưa này tập trung nhiều nhất ở Thái Nguyên, khi trong thời gian ngắn mưa cấp tập làm nhiều tuyến đường chìm trong biển nước trắng xóa, khiến các phương tiện, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Có những đoạn ngập sâu hơn 1 mét, giao thông bị chia cắt, người dân dùng thuyền bè di chuyển ngay tại trung tâm thành phố. Thậm chí do trận mưa lớn xảy ra vào đêm khuya và sáng sớm, khiến nhiều người dân không kịp trở tay, do vậy nước mưa đã tràn vào nhà và giường nằm. Người dân ngay trong đêm đã kê cao đồ đạc, bảo vệ các tài sản có giá trị. Các khu vực ngập sâu gồm có đường Cách mạng tháng 8, đường Minh Cầu, khu vực cầu Đán, Tân Long. Hệ thống cống thoát nước vẫn hoạt động nhưng không còn hiệu quả với lượng nước đổ về quá lớn. Lực lượng quân đội đã được huy động dùng xuồng di chuyển hỗ trợ người dân. Không chỉ thiệt hại về tài sản, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên khi một bức tường đổ sập đè chết 3 người trong mưa lớn. Dự báo mưa còn tiếp diễn trong đêm nay và ngày mai, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Cầu đạt mức báo động 2, báo động 3, sông Bằng Giang và hạ lưu sông Cầu đạt báo động 1, báo động 2 nên người dân cần chú ý đề phòng.